Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, BM có ship toàn quốc nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một lô máy cưa xích gồm 8 em máy cưa. Đó. Thì gồm có tay cụt, tay dài, đó, những hệ đề mới 4 số, hàng tầm trung, nòng lớn. Đó. Đó, xài các gia đình có ok ha. Đó. Gồm có dòng hiệu ST này, Hitachi này, Echo Green này, đó. Và hàng Ryobi 435, dòng Shinoway, Makita và Tanaka. Đó, rất là nhiều hệ nha. Đấy, bây giờ em sẽ quay chi tiết từng con cho mọi người xem tham khảo. Thì trước tiên là gồm có hai con ST. Đó. Thì đây là những cây máy tầm trung nha mọi người. Đó. Nòng 40 ly. Đây, con đầu tiên. Rất là mới. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ nhá. Đầy đủ chức năng gồm có núm bơm xăng phụ này, khóa xích cũng có còn luôn. Đó, để ST là con núm bơm thì nó sẽ nhạy nổ hơn. Đây, em sẽ quay chi tiết con ST đầu tiên cho mọi người xem. Đây, mặt đằng trước này. Rất là mới nha. Cũng rất là đẹp. Đoạn này thì hơi bị úa mạc cơ một xíu này, nó hơi vàng một chút nhá. Cũng không quan trọng cho lắm ha. Đó. Đây mọi người thấy đó hả máy ha. Đó. Tầm trung. Có núm bơm xăng phụ này, nhạy nổ. Đó. Anh em nào sử dụng qua dòng ST thì cũng biết về máy này rồi. Rất là bốc, xài rất là sướng. Đặc biệt thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng ha. Phần lớn là cũng rất là nhiều nơi xài nó. Đây. Đây là cây thứ hai ST. Đây 021, cây này thì xấu hơn một chút. Đó, mọi người có thể thấy rõ là cái vỏ dàn áo này nó xấu hơn ha. Đó, thì giá thành nó cũng chênh lệch nhau nhé. Đó. Đây, cái gì đây? Japan. Đó. Máy này được sản xuất tại Đức nha. ST này, mặc in gạc Mani nha. Được sản xuất tại Đức nha mọi người. Đó. Đây. Đức xuất Nhật. Đều ốp lam, đều sử dụng ốp lam hai chân ốc nha mọi người. Đó. Cũng có núm bơm xăng phụ. Nói chung máy này so với máy kia thì nó hơi xấu một chút. Lam nó đều sử dụng lam 40 nha. Lam 40 nha. Đó, xích là xích trung mini nha mọi người. Đó, xích là mạch lớn nhá. Cây lam này cũng xấu hơn máy kia một chút này. Đó, mọi người thấy rõ không? Cái ngoại hình của nó là đã xấu hơn toàn diện rồi. Đấy, hai con. Rồi, tiếp theo là đến dòng Echo Hitachi và Green Kerit. Thì đây là có một cây hệ Hitachi nha mọi người. Đó. Hitachi CS35ED. Thì đời này 35cc nha mọi người, rất thích hợp cho những chỗ nào sử dụng gia đình. Đó. Thì có đầy đủ phun bộ chức năng gồm có núm bơm xăng phụ này, bộ giật có trợ lực này. Đó, và có khóa xích luôn. Đấy, chốt e tự động luôn nha mọi người. Đây. Máy khá là đẹp, bộ giật có trợ lực nha. Đấy. Nè mọi người. Đây, ốp lam này. Hơi xùi một chút. Sử dụng ốp lam hai chân ốc. Tăng xích thì tăng trực tiếp tại đây. Và lam nó cũng có tăng xích nha mọi người. Đó. Lam thì sử dụng được ráp lam 40, xích là xích trung mini. Lam còn đẹp như mới, máy cũng còn rất là đẹp. Đó. Mọi người có thể thấy rõ ha. Chi tiết từng em máy rất là đẹp này. Đây, máy này thì cắt chủ yếu gia đình nha mọi người. Những dòng máy này thì cắt chủ yếu gia đình. Chú nào mà mình xài sử dụng thì nó rất là vừa tầm nhá. Đeo cây này nó cũng rất là dễ ha. Đây là hàng Kerit Green GC35. Đó, GC35AL. Đó. Sử dụng ốp lam hai chân ốc luôn nha mọi người. Đây, lam đây. Ta sử dụng lam 40, xích chờ xích trung mini. Còn chữ Echo luôn nha mọi người. Đó. Này. Còn rất là mới. Xuất sắc VIP. Mấy cái này em đã dọn nổ sẵn hết rồi. Thì em sẽ test tiếng nổ từng cây cho quý khách hàng tham khảo nhé. Đây là Ryobi ESK435. Thì video thì em quay về có thể là hơi là lâu. Nên là quý khách hàng nào muốn xem nhanh đến cái con của mình ấy thì mình lướt lên trước nha. Đó, đây là Ryobi 435. Dòng này xi lanh 37 ly nhé.
sử dụng xích Lam 40, xích chung này. Đó. Bộ giật có trợ lực, có núm bơm sang phụ, có chốt e luôn nha mọi người. E tự động này. Đó. Rất là nhẹ luôn nha, dòng này rất là nhẹ, tua cũng rất là lẹ. Rồi đây là Shinoway 1032S nha mọi người. Hàng đẹp như mới. Tay dài. Đây là Makita ME333. Đây là Teco Tanaka 330. Đó, rất là nhiều dòng máy. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu dòng nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Qua số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Bên em có ship toàn quốc nha mọi người.